xe bán tải điện VinFast dần lộ diện, đầu xe hầm hố, dễ cùng cỡ Ranger và Triton. Xe bán tải điện VinFast sẽ ra mắt tại triển lãm CES 2024 vào lúc 1 giờ 15 ngày 10 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Sáng ngày 9 tháng 1, video teaser đầu tiên của mẫu xe VinFast hoàn toàn mới đã được công bố. Mẫu xe này sẽ ra mắt tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024, khai mạc vào ngày 9 tháng 1 theo giờ Mỹ, tức là rạng sáng ngày 10 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Video hé lộ thiết kế phần đầu xe hầm hố và vuông vức với dải đèn định vị ban ngày LED hình cánh chim, nhưng thẳng và nằm ngang, không vuốt lên giống các mẫu SUV điện của VinFast. Chính giữa có logo chữ V, xe không có lưới tản nhiệt và đèn pha đặt thấp. VinFast chưa công bố thông tin chính thức về mẫu xe này. Tuy nhiên, trước đó, Reuters đã hé lộ rằng hãng xe Việt có hai mẫu xe sắp ra mắt, gồm một mẫu xe bán tải, điện và một xe đô thị cỡ nhỏ. Nhưng mẫu xe đô thị cỡ nhỏ gần như chắc chắn là VF3, trong khi mẫu bán tải điện có thể chính là mẫu xe xuất hiện trong video teaser. Hơn nữa, chữ Wheel hoàng giá cũng hợp xe bán tải, vốn sinh ra để chinh phục những cung đường xấu. Thông tin VinFast cân nhắc làm xe bán tải thậm chí đã xuất hiện từ hơn 5 năm trước, thời điểm hãng lấy ý kiến người tiêu dùng Việt Nam về thiết kế của các bản concept. Trong đó bao gồm một mẫu bán tải được xếp vào phân khúc hạng D, thậm chí không ít người đã tự tay phác họa thiết kế của mẫu bán tải tại nhà VinFast. Nếu đúng ở phân khúc D, mẫu bán tải VinFast sẽ có kích thước tương tự nhóm Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux. Sự khác biệt lớn nhất là xe bán tải của VinFast sử dụng động cơ điện, trong khi xe bán tải hạng D đang bán tại Việt Nam đều sử dụng động cơ dầu. Đến triển lãm CES 2024, VinFast sử dụng slogan đột phá vươn xa. Hiện tại, hãng gần như đã hoàn tất gian hàng với mẫu VF9 được trang trí theo chủ đề Spider-Man. Đồng thời, thực hiện các hoạt động road show quảng bá và hoạt động lái thử dành cho tham quan triển lãm. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hỗ trợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964 002 593 để được tư vấn.